Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trên đây chính là sản phẩm camera ngụy trang đuôi bóng đèn của nhà mình. Camera ngụy trang đuôi bóng đèn này của nhà mình thì các bạn có thể lắp ở bất kỳ nơi đâu, như kiểu là cửa hàng để có thể theo dõi nhân viên, hoặc nhà cửa thì các bạn có thể theo dõi một ai đó hay ra vào nhà mình này, đó, theo dõi ngoại tình này, cũng như là các bạn có thể lắp đặt ở chuồng trại để có thể theo dõi đường nông sản hoặc là những cái con động vật của nhà mình. Đó, thì những cái con đuôi đèn như thế này thì khá là phổ thông, thì các bạn sẽ dễ dàng là thấy những cái con đuôi đèn này ở bất kỳ nơi đâu. Đó, các bạn có thể thay thế những cái chiếc đuôi đèn này để có thể lắp đặt trong nhà được. Đó, và những cái con đuôi đèn này của nhà mình ấy thì cực kỳ là dễ dàng sử dụng nhá. Thì các bạn chỉ việc kết nối với nguồn điện tại app về máy và bắt tín hiệu của camera là các bạn đã có thể sử dụng được rồi. Đó, cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Và những cái con đuôi đèn này của nhà mình ấy thì mắt camera siêu nhỏ, hình ảnh sẽ là hình ảnh full 4K, góc quay là của nó sẽ là 150 độ, và nó có những cái chức năng chính là kết nối từ xa qua 4G, có chức năng cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động, thu âm đầy đủ hình và tiếng và kết nối được qua điện thoại. Khi mà kết nối qua điện thoại ấy, thì các bạn có thể xem từ xa cũng như là quan sát từ xa, theo dõi từ xa không giới hạn khoảng cách. Các bạn có thể đặt chiếc camera này ở nhà và các bạn đi bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào các bạn có thể quan sát được, theo dõi được quan sát được nhá. Đó, và những cái chiếc khi các bạn mua những cái chiếc camera ngụy trang đuôi đèn này của nhà mình thì sẽ có thẻ bảo hành cho các bạn, nên bạn yên tâm, thẻ bảo hành của nhà mình các bạn có thể bảo hành sản phẩm lên tới 12 tháng, và khi các bạn nhận hàng các bạn sẽ được đồng kiểm với shipper, các bạn sẽ được bóc hàng, test hàng, thử hàng, hàng chuẩn đúng như video quảng cáo này thì các bạn thanh toán. Trong trường hợp sản phẩm không đúng như mô tả, không đúng như video quảng cáo này thì các bạn hoàn trả hàng cho bên mình. Đó, và các bạn hãy ấn đăng ký kênh của nhà mình để có thể cập nhật được thêm nhiều mẫu camera ngụy trang, cũng như là có thể được nhà mình tặng kèm một chiếc thẻ nhớ 64GB để cho các bạn lưu trữ dữ liệu. Thẻ nhớ này của nhà mình các bạn có thể lưu trữ dữ liệu tối đa lên tới tận 12 đến 13 ngày. Và thứ hai nữa là nhà mình sẽ free ship, hỗ trợ ship cho bạn, free ship toàn quốc. Khi các bạn đặt hàng mua online các bạn cứ yên tâm đặt hàng của nhà mình, và mọi vấn đề về camera thì các bạn chỉ việc liên hệ cho nhà mình để nhà mình giải quyết cho các bạn hoặc là hướng dẫn cho các bạn. Đó, cũng như là nhà mình có thể tư vấn cho các bạn. Các bạn chỉ việc gọi điện cho nhà mình sẽ tư vấn những cái sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của các bạn. Đó, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc camera này của nhà mình. Đó, thì đầu tiên thì các bạn sẽ chọn, các bạn sẽ lấy camera của mình nhá. Đấy, các bạn sẽ kết nối vào nguồn điện cho mình này. Đó, thì nguồn điện cho mình thì các bạn chỉ kết nối như bình thường thôi. Đây, nhà mình đang có một cái bạn dây đỏ, các bạn sẽ kết nối vào dây đỏ này. Cái này thì con gái cũng có thể làm được nhá. Đó, dây trắng các bạn kết nối vào dây trắng của nguồn điện nhà mình. Các bạn bật điện lên. Đó, khi các bạn bật điện lên, điện đã có điện rồi ấy, thì các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên nhá. Mở cái con điện thoại chủ của mình lên này. Đó, các bạn sẽ mở có điện thoại của mình lên này, ấn vào cửa hàng CH Play hoặc là App Store tùy vào dòng ứng dụng mà các bạn đang sử dụng nhá. Đó, các bạn có thể ấn tìm kiếm ứng dụng Lookcam này, các bạn tải về máy nhá. Đó, tìm kiếm các bạn sẽ tải đúng ứng dụng Lookcam có biểu tượng màu xanh nước biển, các bạn ấn tải về cho mình. Thì ở đây nhà mình đã tải về rồi, bạn nào chưa tải thì các bạn ấn tải về, chờ tải về hoàn tất về máy. Thì các bạn sẽ ấn thoát ra nhá, ấn vào phần cài đặt của điện thoại này, cài đặt của điện thoại các bạn sẽ ấn vào phần kết nối hoặc là phần wifi ấy, nơi mà các bạn bắt wifi ấy. Đó, thì các bạn sẽ chờ cho mình một cái tín hiệu của camera phát ra. Tín hiệu của camera ấy sẽ là mặc định một chữ cái in hoa đầu tiên, tiếp theo sẽ là một dãy chữ số, một dãy chữ cái như thế này. Các bạn sẽ ấn kết nối vào cái tín hiệu này. Đó, đây sẽ là tín hiệu của camera. Và khi các bạn kết nối từ xa, tín nữa các bạn kết nối từ xa thì cái tín hiệu camera này nó sẽ tự động ẩn đi và nó sẽ không hiện ra nữa, cực kỳ là kín đáo cho bạn, nên các bạn cứ yên tâm. Đó, và khi các bạn đã kết nối thành công như thế này rồi thì các bạn sẽ ấn thoát ra nhá, ấn vào ứng dụng Lookcam là các bạn đã có thể sử dụng được rồi. Đó, và nhiều máy mà mới tải ứng dụng về máy thì nó sẽ có những cái dòng như là các bạn có cho phép ứng dụng này truy cập vào những cái này không, có bật thông báo không, thì các bạn sẽ ấn cho phép cho mình nhá. Đó, và các bạn ấn vào chiếc device online màu xanh, các bạn ấn scan là các bạn đã có thể vào xem được chiếc camera của nhà mình này. Đó, và các bạn muốn xem to, muốn xem rõ hơn thì các bạn sẽ xoay ngang màn hình của điện thoại lại.
Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy đây sẽ là cam của nhà mình. Thì các bạn có thể zoom được nhá. Cam nhà mình có thể zoom để cho các bạn nhìn kỹ hơn này. Đó, và đây sẽ là chất lượng camera của nhà mình đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. À, khi di chuyển camera ấy, thì nó sẽ mượt này, không bị vấp hình, không bị nhòe hình cũng như là không bị xước hình. Và khi các bạn lắp đặt lên tường thì các bạn lắp đặt bóng đèn vào đây là bóng đèn nó sẽ sáng. Đó, các bạn vừa sử dụng camera mà camera nó sẽ vừa quay 24/24 cho các bạn luôn này. Đấy, khi các bạn nhìn thấy đấy nhá, camera của nhà mình này, nó sẽ đọc được chữ số rõ ràng như thế này nhá. Đó, khi đi nhìn xa này nó cũng cực kỳ là rõ này. Và khi mà hình ảnh cho ra ấy thì nó cũng nét như thế này và thu âm đầy đủ hình tiếng cho các bạn. Đó, trên này thì sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm. Ngày giờ tháng năm này sẽ là cập nhật điện theo điện thoại của các bạn, nên các bạn có thể lấy làm bằng chứng cứ nha, bởi vì nó chuẩn. Đó, nó sẽ giống như dòng camera to. Đó, các bạn có thể các bạn ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra hai cái thanh công cụ ở trên đây ấy. Thì ở đây sẽ là hiển thị cái chất lượng hình ảnh cũng như là độ phân giải của video. Các bạn ấn vào đây thì có thể nhìn thấy chọn chế độ 4K, chế độ cao nhất để các bạn có thể xem được hình ảnh sắc nét nhất nhá. Đó, và đây sẽ là cái phần mà các bạn muốn nghe từ xa, là khi các bạn ở xa các bạn muốn nghe âm thanh thì các bạn mở to âm lượng của điện thoại mình lên, các bạn sẽ mở cái loa này lên là có thể nghe được âm thanh nhá. Đó, âm thanh nó to lắm, nhưng mà ở đây là nhà mình đang đặt hai cái thiết bị này gần nhau nên là nó sẽ xung đột âm thanh, và khi các bạn nghe xa âm thanh nó sẽ to và rõ ràng cho các bạn. Đó, thì ở đây sẽ là cái phần mà các bạn chụp ảnh màn hình cũng như là quay phim màn hình, các bạn có thể muốn chụp ở lúc nào thì các bạn có thể chụp lại như thế này nhá, ấn chụp lại. Còn không, các bạn không ấn chụp thì nó sẽ tự quay được cái gì thì nó sẽ lưu trữ trong thẻ nhớ cho các bạn để các bạn có thể xem lại. Thì các bạn muốn xem lại thì các bạn sẽ ấn thoát ra này, ấn vào phần cloud gạch chéo SD ở dưới này này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái file lưu trữ, những cái video lưu trữ mà camera lưu quay được và lưu trong đây cho các bạn để các bạn có thể xem lại. Đấy, các bạn có thể chọn vào đây này, chọn play này để có thể xem lại nhá. Đó, đây sẽ là hình ảnh này. Đó, các bạn có thể tùy chọn vào đây. Thì đây sẽ là các bạn có thể xoay ngang màn hình này đấy để xem hình ảnh này, xem lại hình ảnh này. Đó, khi các bạn xem lại âm thanh nó cũng sẽ to và rõ ràng, hình ảnh nó rõ ràng lắm. Đó, để cho các bạn xem lại, và khi nó đầy bộ nhớ thì nó sẽ tự động xóa file cũ nhất và lưu file mới nhất cho các bạn, các bạn sẽ không phải vào xóa đâu, đấy, nó sẽ tự động xóa và lưu cho các bạn. Đó, và cái phần album bên cạnh này sẽ là cái phần mà lúc nãy các bạn chụp ảnh màn hình ấy hoặc là quay phim màn hình thì nó sẽ hiện ở trong đây để cho các bạn xem lại nhá. Đó, và các bạn nào muốn kết nối từ xa, muốn quan sát từ xa, theo dõi từ xa thì các bạn sẽ ấn phần bánh răng cài đặt này này, các bạn sẽ ấn phần wifi setting, và các bạn lưu ý là các bạn phải đặt chiếc camera này ở nơi mà có tín hiệu wifi, như kiểu để ở nhà thì ở nhà mình phải có wifi để các bạn bắt được wifi cho camera. Thì ở trong đây khi các bạn chọn vào đây thì nó sẽ hiện ra những cái tín hiệu wifi của camera bắt được, các bạn sẽ nhập đúng mật khẩu vào cho mình, ấn ok. Khi các bạn ấn ok là các bạn đã bắt thành công wifi cho camera rồi, và khi đi xa điện thoại của các bạn chỉ cần bật mạng 3G 4G của wifi lên là có thể xem được từ xa, quan sát từ xa, theo dõi từ xa, không giới hạn khoảng cách. Đó, và các bạn cũng có thể chia sẻ cái camera này cho người thân, bạn bè, gia đình các bạn xem cùng bằng cách là các bạn nhìn thấy chữ device ID ở đây hoặc là device QR code, các bạn sẽ chọn vào đây, nó sẽ hiện ra một cái mã code này, thì các bạn chỉ cần share cái mã code này cho người mà các bạn muốn cho xem cùng chung camera ấy. Đấy, xem cùng là quét là có thể xem cùng chiếc camera này. Đó, cực kỳ là dễ dàng. Và cuối cùng ấy là camera của nhà mình ấy, thì các bạn muốn lắp đặt 4 chiếc camera ở 4 nơi khác nhau hoặc là 4 phòng khác nhau. Đó, thì các bạn muốn xem trên cùng một thiết bị điện thoại chủ của các bạn thì các bạn sẽ ấn vào phần 4 ô vuông trên góc trái màn hình này, chọn dấu cộng, chọn tín hiệu của camera của nhà mình vào là các bạn có thể xem được 4 chiếc camera trên cùng một thiết bị điện thoại nhá. Đó, đây. Đây là những cái con camera trước, thì các bạn chọn vào đây này, chọn tín hiệu của nhà mình này. Đó, tín hiệu camera của nhà mình là các bạn có thể xem được 4 chiếc camera trên cùng một thiết bị điện thoại.
Đó, cực kỳ là tiện lợi cho các bạn có thể lựa chọn 4 chiếc camera ngụy trang của nhà mình. Đó, để có thể lắp đặt và để có thể theo dõi. Và trên kênh của nhà mình thì cũng đang có rất là nhiều mẫu, nhiều camera khác nhau để phù hợp với nhu cầu của nhiều người. Và nhà mình ấy thì có nhận độ chế camera theo yêu cầu. Bạn nào có nhu cầu muốn độ chế camera và những cái thiết bị điện tử hoặc là đồ gia dụng trong gia đình như kiểu nồi cơm hoặc là bất kỳ một cái vật dụng nào đó thì các bạn cứ liên hệ cho nhà mình, thì nhà mình có thể tư vấn kỹ hơn cho các bạn. Và các bạn có thể lên kênh của nhà mình để có thể tham khảo nhiều mẫu camera khác nhau. Và nhớ ấn đăng ký kênh để có thể cập nhật được nhiều mẫu camera mới của nhà mình. Đó, giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.